Lan kính chào quý vị và các bạn. Vậy là một mùa xuân nữa lại về, từ vùng đồng bằng, trung du tới miền núi Sơn Cước hay nơi hải đảo xa xôi, chúng ta cũng cảm nhận được một không khí mùa xuân đang tràn ngập. Mùa xuân, mùa của vạn vật sinh sôi, mùa của tình yêu đôi lứa, hay đó cũng là mùa xuân của quê hương trên con đường đổi mới. Chính sự chuyển mình thay đổi của mỗi con người, mỗi miền đất đã và đang góp phần vào mùa xuân lớn của dân tộc Việt Nam. Đất và người của vùng núi cao Sơn Động nói riêng, con người và mảnh đất của quê hương Bắc Giang nói chung cũng đang hòa mình vào trong sự chuyển mình ấy. Và trong chương trình ca nhạc chào xuân, mời quý vị và các bạn cùng về thăm và tìm hiểu mùa xuân trên những dẻo cao vùng núi cao Sơn Động. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.